nhiều người có con đi là cái anh hùng ông lớn nói là thôi cứ từ từ không sao đâu, cứ để đó lúc nào thì nhớ nuôi con, nuôi con tức là trong record của người làm TV vùng hai thành đúng chứ không phải là tại anh không phải. Ô anh kỹ, anh đánh kỹ sao là gì tại sao tại vì sao phải nói không nghe không nghe vậy không mình không nghe vậy thế vậy tôi hỏi tại anh công xài hao xài hao hả xài hao hả xài phung phí quá xô chứ mà lạm dụng sức người quá độ hả mình là biết anh Công gì lắm mà mình chụp hình nhiều lắm mình còn giữ mà không mình phải nghĩ như vậy anh Công anh kém lắm anh làm việc rất là cẩn thận mình chọn lựa mà mình được
lòng người, lòng đòi tình vật vã khôn nguôi. Trong khe núi thanh thoát lòng người, lòng đòi tình vật vã không. Xin cảm tạ sự ủng hộ và an ủi của quý bạn. Anh Nhân vừa nói là vừa ngay sau khi hát bài này thì ta nhận được tin là anh Nguyễn Đức Quang đã vừa lìa trần. Chúng ta xin có một giây phút để tưởng nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa này và tinh thần của anh trong những bản nhạc đã gây dựng nên một tinh thần của thời sinh viên học sinh vào thập niên 70 để mình trong cái hoàn cảnh chiến tranh vẫn còn mang hãnh diện, vẫn còn mang sự hăng say và lý tưởng của mình cho một đất nước Việt Nam. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mà áo thêm đi cuốn hồn. Cho đời và về đây cho nhau đường.